chúng con chẳng bao giờ quên lời Thầy dạy. Viết về Ni Sư Thượng Như Hạ Hoa. Thiền sinh Bảo Hải ngày hôm nay trường dưỡng đạo tâm cũng bởi Thầy. Mỗi khi giải đãi thần lười đến, Thầy vác thiền bản đuổi đi ngay. Làm Phật con ơi, đâu có dễ, ráng tu mới đáng làm Thầy người. Cứ ham lo chơi già không kịp, lời Thầy tri sự mãi sáng người.